Và xin chào mừng toàn thể các bạn, chúng ta đang đến với những chuyển biến cuộc đối đầu giữa Lazio cùng với các thủ AC Milan. Trên bàn của chúng ta hiện tại đang là danh sách dẫn thi đấu của đội bóng nhà nước này. Góc dành cho các thủ AC đó. Đó là chiếc điểm đến từ Tri. Như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho AC Milan. Và đá bàn đến từ đội trưởng đá phi của các thủ áo đỏ. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống của đội đá phi đã thực hiện tình huống đá phạt trực tiếp. Và đó là bàn thắng dành cho câu lạc bộ AC Milan. Vẫn đang là quyền lên bóng dành cho các thủ AC Milan ngay lúc này. Vẫn là đá phi. Bàn thắng nâng tỷ số lên tận 2-0 dành cho AC Milan, vẫn là đội trưởng đặc phi. Hai không là tỷ số hiện tại của trận đấu này dành cho các thủ AC Milan. Không được, vừa rồi chưa có cơ hội kiểm soát dành cho vị trí thi đấu của Thi Cúc. Đang là quả lên bóng dành cho các thủ áo đỏ ngay lúc này. Vừa rồi thì trọng tài đã thổi phạt tới vừa. Của đội trưởng bỏ bóng nhận cho các thủ AC Milan. Vẫn đang là đặc phi. Vận tốc Lê Huy. Đây trọng tài đã cất còi và bắt đầu thời gian thi đấu chính thức ở hiệp 2. Đối với hiệp 1 thi đấu của áo xanh. Của chị Càng rất nguy hiểm, bàn thắng lại đến với câu lạc bộ AC Milan ngay lúc này. Đây là pha đá bàn đến từ Quốc Anh. Những điểm đã là quá tốt. Tỷ số đã là 3-0. Quốc Anh là người đã có được kiểm soát và đi bóng, sau đó là tình huống dứt điểm tốt để giúp cho AC Milan một lần. Và tình huống kiểm soát dành cho thủ thành của các thủ AC Milan rất nguy hiểm. Sự kiện cao đến từ Lazio đang khiến cho sức ép vào thời điểm hiện tại dành cho hàng phòng hướng. Vẫn đang là cơ hội dành cho các thủ áo xanh. Gôi! Lão Chí là người đã mang đến bàn thắng rút ngắn tỷ số ngay lúc này dành cho câu lạc bộ Lazio. Tỷ số được lại của trận đấu còn lại đó là 2 bàn. Vào thời điểm hiện tại, 3-1 vẫn đang là lợi thế dành cho các thủ AC Milan. Vẫn đang là đặc phi. Bắt đầu được vào bóng từ đặc phi, không vào. Vì là người đã có một quyết định đi bóng tạo nên. Có cơ hội đặc phi. Tỷ số một lần nữa được đăng dành cho các thủ AC Milan. Đá bàn khá tốt đến từ đặc phi. Đã là 4-1 dành cho các thủ AC Milan. Và đây cũng đã là bàn thắng thứ 16 ở trận đấu lần này của đặc phi. Có cơ hội tiếp theo dành cho các thủ áo đỏ, không được. Quang đã chưa thể đánh bại được thủ thành của các thủ AC Milan.